vào 13 giờ các ngày thứ ba và thứ sáu hàng tuần. Các bạn hãy dành thời gian theo dõi và lắng nghe các chuyên gia tư vấn về nha khoa nhé. Trong ngày hôm nay thì chúng ta sẽ gặp lại bác sĩ Nguyễn Quang Anh để cùng thảo luận về vấn đề mà theo tôi nghĩ thì sẽ khá nhiều người quan tâm, đồng thời là chưa thực sự là hiểu rõ. Và đây chính là răng sứ, và muốn khắc phục được bệnh lý và không ai có thể là làm được hay là không làm được thì chúng ta cùng có thể là tìm hiểu nhé. Và hầu hết này chúng ta đều biết là răng sứ là dịch vụ răng sứ thẩm mỹ, chứ không nhiều người biết liệu nếu bị một số bệnh lý về răng thì răng sứ phải giải pháp tối ưu hay không. Vì vậy mà chương trình ngày hôm nay hy vọng cung cấp cho quý vị và các bạn những thông tin hữu ích nhất, cần thiết nhất về dịch vụ này mà chúng ta cùng bắt đầu nhé. Và xin có một số những câu hỏi dành cho bác sĩ Nguyễn Quang Anh. Đấy là câu hỏi thứ nhất là bạn Nguyễn Thị Hoa có một câu hỏi dành cho bác sĩ là: em xin chào bác sĩ ạ, em biết muốn bọc răng sứ để giúp phục hình các răng có thể là có được cái thể hình đẹp. Vậy nếu răng của em bị xỉn màu mà lại không thể tẩy trắng thì có thể làm răng sứ được không ạ? Cảm ơn bạn Hoa. Thì câu hỏi của bạn mình xin trả lời như thế này. Thì đối với tất cả các răng ấy, thì nếu trong trường hợp không thể tẩy trắng lên được, mình có nhu cầu muốn là làm cho răng nó sáng lên, thì răng sứ cũng là một giải pháp. Tuy nhiên là mình cần phải xem xét kỹ xem cái trường hợp của mình là có trong cái chỉ định làm răng sứ hay không. Răng sứ bản chất của nó là cái việc mà mình thay cho cái răng bình thường, cái lớp áo mới, thay vì men răng thì sẽ bằng sứ. Thì cái sứ nó có thể tăng, nó mình sẽ thay đổi được cái màu sắc của cái răng bằng cái vật liệu sứ đó, nó sẽ sáng hơn răng bình thường. Tuy nhiên là những vấn đề lại nói với bạn một câu là phải xem xét, thì cũng thể xem là bạn có chỉ định để làm răng sứ hay không. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Dạ vâng, đến câu hỏi thứ hai mà bạn Hồng Nguyễn muốn hỏi bác sĩ Quang Anh. Đấy là: thưa bác sĩ, em muốn làm 20 răng thẩm mỹ, thế nhưng em nghe nói phải mài răng thì em lại sợ lắm và không biết là có đau không, và làm răng sứ thì liệu có phải điều trị tủy không ạ? Về cái câu hỏi của bạn Hồng Nguyễn nhá, thì trong trường hợp bạn muốn làm răng thẩm mỹ thì tùy vào cái tình trạng của bạn. Nếu cái khung răng của bạn đều ấy, khung răng của bạn đều là đẹp, răng sắp xếp thẳng hàng, thì cái nguy cơ mà khi mà bạn làm răng sứ thì nguy cơ của bạn để lấy tủy cái răng là gần như là không có. Còn trong trường hợp mà hàm răng của bạn khớp khểnh, khớp khểnh nhiều, khớp khểnh ít thì vẫn chúng ta vẫn có thể là không lấy tủy, nhưng khớp khểnh nhiều thì chúng ta cần phải nên làm chỉnh trước, làm chỉnh hay còn gọi là chỉnh nha đấy, liền răng để nó đưa răng đến trục, sau đó chúng ta làm răng sứ. Răng sứ thì trong trường hợp mà mình đã đưa về cái trục răng sứ đúng, tức là các răng đã đều ở thẳng hàm rồi, thì còn chúng ta có thể là làm những cái veneer, không phải là răng sứ toàn thân, là những veneer thôi, nó cũng rất là tiết kiệm cái mô răng cho chúng ta. Và khi vào đó thì chắc chắn là không phải lấy tủy, thậm chí là những trường hợp mà màu sắc răng của bạn tốt ấy, làm những cái veneer mỏng 0.3 đến 0.6 mm, gần như là mài không phải gây tê luôn, các bạn không phải cảm giác gì đau luôn. Và đến một bạn nữa có câu hỏi dành cho bác sĩ Nguyễn Quang Anh, thấy rằng là bạn tên là Nguyễn Thảo Linh có câu hỏi như sau là: bác sĩ ơi, răng của em bị nhiễm màu thì em có làm răng sứ được không ạ? Với cái hình của bạn gửi đến cho tôi ấy, thì là cái trường hợp của bạn thì thứ nhất là vừa nhiễm màu và vừa khớp khểnh, thì cái trường hợp của bạn thì là trường hợp này thì chắc chắn là muốn thay đổi màu sắc răng thì phải làm răng sứ rồi. Tuy nhiên là cái trường hợp này thì mình muốn làm răng sứ nó đẹp ấy, thì là mình như đã nói ngay từ trước là chúng ta nên nắm chỉnh trước, tức là đưa những cái răng này phải đúng cái trục và đúng cái khớp cắn. Các bạn nhìn thấy đây là cái khớp cắn đối đầu, và các răng này nó cắn răng trên và răng dưới nó cắn đối đầu với nhau, nên là làm cho những cái rìa cắn này nó bị sang chấn và nó bị vỡ mẻ, bị vỡ. Chính những cái lực như này nó cũng sẽ làm sang chấn cái vùng mô nha chu, tức là những cái vùng mà giữ cái răng, xương của răng, và nếu nó làm cho cái vùng này bị sang chấn, và hiện tại là nó đang gặp vấn đề. Thế thì nếu trong trường hợp này của bạn ấy thì nếu mà làm ngay thì
thì vẫn có thể làm được. Tuy nhiên là những cái răng, ví dụ dùng vùng răng, răng răng này thì là mình sẽ phải lấy tủy và gần như là nó sẽ mất chức năng. Còn nếu mà không thì chúng ta nên đánh trị trước. Khi mòn như vậy ấy, thì là chắc chắn là hàm chám sẽ không giải quyết được vấn đề gì cả. Và chắc chắn là có cái biện pháp mà làm được xứ, tức là chúng ta khôi phục lại bằng phục hình, chữa lại bằng phục hình cũng là một giải pháp. Tuy nhiên là không phải làm được xứ ngay, mà những trường hợp đó thì sẽ làm một quy trình để mà chữa cái bệnh lý này cho các bạn bằng thứ nhất đầu tiên là sẽ các bạn sẽ trải qua cái việc mà nâng khớp hay còn gọi là tái lại, tái lộ lại cho các bạn một cái khớp cắn mới. Thì cái thời gian này các bạn sẽ phải sử dụng một cái khớp khớp tạm bằng nhựa. Khi mà không thì chúng ta ăn nhai trên cái khớp đó thì quen sử dụng trên cái khớp đó thích nghi rồi, chúng ta chuyển đó như là chuyển hoàn từ bình những cái thuật xứ. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ. Sau câu hỏi này thì chắc chắn là bác sĩ đã trả lời cho bạn Minh Hoan được rất nhiều ý tưởng hay, và có thể là bạn sẽ có những cái giải pháp tốt cho răng của mình. Câu hỏi tiếp theo mà bạn Hải Vân Trần muốn hỏi bác sĩ rằng là em bị mẻ răng nhưng em muốn chám răng, nhưng mà nhiều người lại nói là không nên chám răng và nên làm răng sứ, thì liệu răng mà bị mẻ như vậy có làm răng sứ được không và có hiệu quả không ạ? Cái trường hợp của bạn bị mẻ răng thì trường hợp này chắc là do tai nạn thôi. Thì cái này là đối với cái trường hợp mà bị mẻ do tai nạn như thế này, nếu dùng răng thẩm mỹ ấy, thì cả hai lựa chọn, một là chám răng hay là làm răng sứ, thì đều có những cái đều là những cái chỉ định đúng. Thì cái việc mà đối với những cái răng bị mỏ bị gãy trong quá trình chấn thương như này ấy, thì điều quan trọng nhất là phải xác định là cái tủy răng nó còn giữ được hay không. Cái tủy răng giữ được ấy, thì ok, chúng ta có thể là hàn chám hoặc có thể làm răng sứ ngay. Còn nếu mà cái tủy răng mà nó bị xâm phạm, tức là cái phần gãy này nó xâm phạm vào cái vùng tủy rồi, cái tủy răng bị nhiễm khuẩn, thì lúc đó thì cái tủy răng chúng ta cần phải giải quyết, tức là chúng ta phải làm tủy cái răng này, điều trị tủy cái răng này. Sau khi điều trị tủy xong thì tùy thuộc vào cái mô răng mình còn nhiều còn ít, nếu mà còn đủ thì chúng ta có thể phục hình lại cho bạn cái răng sứ, hoặc là có thể là chám lại cho bạn nếu mà đủ cái độ lưu giữ. Còn nếu mà không cái phần gãy mà nó quá sâu ấy, quá sâu, gãy quá sâu phía dưới này, thì chúng ta phải cặp chốt tái tạo lại để mà cho cái cùi răng cũng như là cái răng sau này của mình ấy, nó bền vững, ăn nhai nó không có gặp một vấn đề đó. Thì tùy cái trường hợp của mình là gãy như nào thì chúng ta có cái biện pháp làm cho nó để mà nó đúng và nó an toàn. Còn làm răng sứ thì đối với hàn chám răng thì răng sứ nó cũng có những cái ưu điểm, có những cái mà nó là nhược điểm. Thứ nhất là đối với những cái trường hợp này thì hàn chám thì nó sẽ rất là nhanh. Trường hợp này của bạn hàn chám thì rất là nhanh và có thể hàn chám được nhé,
hàn tráng có thể hàn tráng được. Vì hàn tráng thứ nhất là nhanh này, chi phí rẻ này, và thẩm mỹ cũng được tương đối. Tuy nhiên hàn tráng thì nó lại là một cái vấn đề, nó gặp một vấn đề nhỏ nhỏ là như này. Đối với răng cửa này thì ngoài chức năng là thẩm mỹ ra thì nó còn sử dụng để cắn xé thức ăn. Thì nếu mà mình chúng ta hàn tráng mà cái độ lưu giữ nó không có tốt, tạo chúng ta hàn nó không có tốt thì là cái mối hàn nó hay bị bung. Bởi vì cái hàn nó chỉ là dán dính thôi. Nếu mà cắn cái lực mạnh vào đây, cắn lực mạnh trực tiếp vào cái răng này thì nó hay bị bung. Bung cái mối chám ra thì chúng ta lại phải mất công chúng ta đi chám lại. Còn nếu mà làm cái răng sứ ấy, thì là nó lại thì nó sẽ giải quyết được cái vấn đề đó, nhưng mà nó lại là chúng ta sẽ phải mài bớt cái mô răng đi, và cái việc mà chi phí thì các bạn đã biết rồi, là răng sứ nó sẽ cao hơn, mất thời gian hơn. Răng sứ thì sẽ mất nhiều thời gian, hết mấy ngày, nó không trong một buổi ngày được. Dạ vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ ạ. Và đến câu hỏi tiếp theo mà bạn Nhi Sử muốn có câu hỏi dành cho bác sĩ Quang Anh, đấy là: bác sĩ ơi, em có hai chiếc răng cửa rất là to, trong khi răng cửa bên thì lại nhỏ, trông không tương xứng và mất thẩm mỹ, vậy em làm răng sứ thì có thể khắc phục được không ạ? Rất tiếc là bạn không gửi cho mình cái hình thể của cái răng của bạn, không có nó chính xác được. Nhưng là đối với cái trường hợp mà bất bình thường về cái hình thể răng này, thì chúng ta cần phải xác định xem là nó bất bình thường do cái gì. Nghĩa là nếu mà trong trường hợp mà bất bình thường hình thể răng, bởi vì hình thể răng ấy, kích thước răng thì nó có cái tiêu chuẩn, cái tiêu chí để thế nào là đẹp, thì chúng ta xem xét là cái răng nào hình thể nó không đúng. Thì cái này cần phải sự khám trực tiếp, đo đạc xem là cái răng của bạn ấy, nó có đạt đúng cái tiêu chuẩn hay không, nó ngắn hơn hay nó dài hơn hay là nó như thế nào. Nguyên nhân của bạn là hai cái răng giữa nó to hay là lại là nguyên nhân do hai cái răng hai bên nó nhỏ, nhỏ so với tiêu chuẩn. Thì chúng ta sẽ phải cân nhắc câu chuyện đó. Nếu mà chúng ta xác định được rõ cái nguyên nhân nó nằm ở cái vị trí nào thì chúng ta sẽ có cái hướng điều trị cho nó đúng, nó chính xác. Thì đối với vùng răng thẩm mỹ ấy, thì chia sẻ với các bạn là vùng răng thẩm mỹ rất nó các răng nằm cạnh nhau, không phải nó khác biệt nhau, nó nằm cạnh nhau nhưng mà nó là một cái tổng hòa đem lại cái nụ cười, nó vẻ đẹp của nụ cười. Nó sẽ ba cái răng quan trọng, ba cái răng răng cửa giữa, răng cửa bên và răng nanh, ba cái răng nó tạo cái kích thước của nó, tạo nên cái tỷ lệ vàng. Và khi mà tuân chúng ta là phục hồi lại và nó đúng theo cái tỷ lệ vàng như vậy thì cái nụ cười của bạn sẽ đẹp hơn, hình thể các răng nó sẽ thanh hoa và đẹp hơn rất nhiều. Chính vì như vậy nên chúng ta cần phải xem xét kỹ tình trạng của bạn là do cái gì. Dạ vâng, cảm ơn chị ạ. Dạ vâng, mong rằng là sau câu hỏi này thì bạn Nhi Sử của chúng ta sẽ có một phương án tốt nhất, và nếu như bạn có thời gian rảnh rỗi thì hãy ghé qua 39 Quang Trung đến nha khoa Paris để thăm khám trực tiếp, để được các bác sĩ có thể đưa ra những câu trả lời thích đáng và đưa ra những đáp án thích đáng để cho bạn có thể là phục hồi cái răng của bạn có thể thẩm mỹ hơn và tốt hơn cũng như an toàn hơn. Có một bạn Mai Ngọc là bạn có đặt câu hỏi trực tiếp trên Facebook cho bác sĩ là làm xong có phải kiêng gì không ạ, và độ bền của răng sứ được bao lâu ạ? Bác sĩ có thể giải đáp giúp bạn được không ạ? Đối với những cái trường hợp mà làm răng sứ thẩm mỹ và cung răng nó đều, cung răng đều khớp cắn đúng, thì đối với những trường hợp như vậy thì mài cái việc mà chúng ta mài răng nó rất là chuẩn xác. Cái từng những cái vị trí thì nó đạt đúng cái độ sâu của cái cùi răng. Vì vậy thì là cái việc mà cái tủy của bạn hoàn toàn cũng được giữ. Và khi ngay sau khi mà làm răng, ngay sau khi mà mài răng, chúng ta có cái răng tạm, cái răng tạm nó đảm bảo khít sát với cái cùi răng, nó che chắn và nó giúp cái cùi răng không có bị kích thích bởi những yếu tố bên ngoài. Nên là sau khi mà chúng ta làm răng sứ xong thì trong cái thời gian đợi răng sứ, đợi gắn những viên răng sứ đấy, thì lời khuyên là chúng ta phải ăn những cái đồ ăn nó nhẹ nhàng, là ăn đồ mềm, đồ nguội thôi, không nên ăn những cái đồ ăn hoặc thức ăn nó quá là cứng, cũng như là quá là kích thích, nóng lạnh quá, nguy cơ làm kích thích cái thủy răng, các bạn sẽ khó chịu hơn. Còn nói chung là trong quá trình đợi đó thì chúng ta có răng tạm đó rồi thì cũng không có cái gì để kiêng quá nhiều, chủ yếu là ăn nhẹ
phục chức răng đến sát chân như vậy thì làm răng sứ có được không ạ? Và có biện pháp nào không ạ? Rồi câu hỏi của bạn Phương Hoàng thì bạn có đề cập những trường hợp mà chấn thương ngã và cái mu răng của bạn bị mất rất là nhiều. Theo như bạn mô tả thì sát chân rất là bị gần lợi luôn đấy. Thì cái những trường hợp này thì lời khuyên là bạn nên đến ngay cái cơ sở nha khoa để mà chúng ta có thể đến bác sĩ có thể tham khảo. Thứ nhất là xác định cái gì, chúng ta cần phải xác định trong trường hợp này chắc chắn là cái răng nó lọt hình rồi, hoặc là cái răng chắc chắn bị trục quỵt. Để bảo tồn cái răng này thì chúng ta phải xác định thêm một câu chuyện nữa là cái răng này có đủ điều kiện để bảo tồn hay không, hay là phải nhổ. Tức là chúng ta phải xem là chụp phim đi qua, trên phim đi qua chúng ta sẽ xem được là cái câu chuyện là cái răng, cái chân răng nó ổn hay không, chân răng nó còn giữ được không. Và nếu mà trong trường hợp chân răng còn giữ được chúng ta còn thì chúng ta có thể sử dụng cái biện pháp chỉ nha để mà kéo cái răng lên, kéo cái răng cho nó trồi lên cao hơn, sau đó thì chúng ta mới làm phục hồi răng sứ được. Trong trường hợp mà chân răng mà đã bị chấn thương và